Trong một tòa nhà chung cư cao cấp, đứng ở cương vị là một giám sát dịch vụ tòa nhà, tôi cần phải dùng mọi kỹ năng mình có để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra. Và để làm được việc đó, không cách nào hiệu quả hơn là việc kiểm tra rủi ro theo đúng định kỳ đề ra. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về cách kiểm tra rủi ro trong một tòa nhà. Hôm nay tôi sẽ nhấn mạnh vào việc kiểm tra rủi ro tổ chữa cháy tại chỗ, vì tổ chữa cháy tại chỗ giúp cho chúng ta có thể xử lý đám cháy một cách nhanh nhất. Vâng, thưa quý vị các bạn, như các bạn thấy ở đây là tủ chữa cháy tại chỗ. Và với tủ chữa cháy tại chỗ như thế này thì chúng ta có bao gồm có 3 bình bột chữa cháy, một vòi lăng và một ống phun. Đối với những hạng mục như thế này thì chúng ta có thể thấy là về yêu cầu về vệ sinh là luôn luôn phải sạch sẽ, gọn gàng, không có bụi bẩn. Đối với đầu phun, chúng ta không được có tắc đầu, bịt đầu không bị tắc. Vòi lăng quận đúng quy chuẩn để gọn gàng, có thể giúp chúng ta thuận tiện khi sử dụng. Đối với những hạng mục như vòi lăng, chúng ta có bài chích lít một tháng một lần theo đúng quy định. 3 bình bột chữa cháy, mỗi bình đều có 3 chích lít, và kiểm tra hàng tháng. Chúng ta phải kiểm tra xem là có đủ trọng lượng không ạ. Kiểm tra 3 chích lít. Và đối với bình tổ chữa cháy tại chỗ, một vấn đề rất quan trọng đó là bảng chích lít tổng. Đối với bảng chích lít này thì nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các hạng mục ở đây được kiểm tra vào ngày tháng nào và có theo đúng định kỳ đề ra hay không. Tiếp theo đó, ở đây các bạn có thể thấy đây là biển hướng dẫn cách sử dụng bình xịt gồm 4 bước cơ bản: kéo, hướng, bóp và quét. Với 4 bước này thì một người khi mới tiếp xúc với bình bột chữa cháy đều có thể sử dụng bình bột chữa cháy này một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Ngoài ra còn những hạng mục khác cũng không kém phần quan trọng, đó là những thiết bị chỉ dẫn, thiết bị chiếu sáng trên cao, cửa cầu thang thoát hiểm, gạt tàn, thùng rác, tiểu cảnh. Đối với mỗi hạng mục đều có những tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng riêng. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn về cách kiểm tra đối với từng hạng mục cũng như tiêu chuẩn của các hạng mục. Kiểm tra vệ sinh các thiết bị, bảng chỉ dẫn tại hành lang thang máy, yêu cầu phải sạch sẽ, không có bụi bẩn, dùng khăn trắng kiểm tra ngóc ngách, những chỗ thường không để ý thật kỹ. Kiểm tra cửa thoát hiểm, yêu cầu cửa thoát hiểm phải được khóa đúng quy cách từ ngoài cầu thang bộ, không thể mở cửa được vào bên trong. Kiểm tra chốt cửa hoạt động tốt. Kiểm tra nhà chứa rác, yêu cầu thùng rác sạch sẽ, rác thải được để đúng nơi quy định, bảng checklist hàng ngày được ký đầy đủ. Kiểm tra các thiết bị trên cao, yêu cầu tình trạng sử dụng tốt, số lượng đầy đủ. Nếu thiếu, hỏng, phải báo ngay cho bộ phận kỹ thuật để có biện pháp thay thế hoặc bổ sung sửa chữa. Yêu cầu không có bụi bẩn, kiểm tra hành lang cầu thang bộ thoát hiểm, yêu cầu sạch sẽ, đủ ánh sáng, thiết bị trên cao sạch sẽ, không bụi bẩn, hành lang cầu thang bộ sạch sẽ, không có rác nổi. Tôi vừa chia sẻ với các bạn về kỹ năng kiểm tra rủi ro tại tòa nhà chung cư. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.